Thiệp hồng trao tay bay ngay tạ thóc, từ lâu đã trở thành câu nói vui mỗi khi ai đó nhận được lời mời tham dự đám cưới. Cụ thể, tạ thóc ở đây chính là một khoản tiền mừng, làm tấm lòng mà người được mời cưới dành cho cô dâu chú rể. Câu nói này vốn không sai theo quan niệm mừng cưới truyền thống. Thế nhưng trên thực tế, tục lệ mừng cưới có còn giữ được cái giá trị hồn nhiên tốt đẹp ấy nữa hay không? Nhân dịp vừa bị mẹ mắng một trận tơi bời vì gửi tiền mừng đám cưới cho hai người bạn thân từ hồi học tiểu học, tác giả của bài viết đang ngồi ngẫm lại xem mình có đáng bị trách đến mức đấy thật hay không. Có thực sự là một người không biết tính toán? Và quan trọng là khoản tiền ấy có bị lỗ thật hay không nếu sau này tác giả được làm nhân vật chính trong một đám cưới? Và những tâm tư đó được tác giả Peaches giải bày trong bài viết Tiền mừng cưới hay là tiền đầu tư, tiệc cưới hay là lễ thu hồi vốn. Trong video này, hãy cùng Spyroom lắng nghe quan điểm của Peaches và suy nghĩ thử xem tiền mừng cưới trong thời đại ngày nay nên được hiểu như thế nào nhé. Cùng bắt đầu thôi! Đầu tiên thì có thể định nghĩa thế nào về tiền mừng cưới? Nếu tính từ năm 18 tuổi bắt đầu có bạn bè lên xe hoa thì tôi đã có 12 năm kinh nghiệm ăn cưới thực chiến, nói không với lý thuyết suông. Nhưng bên cạnh đó, để đối chiếu với quan điểm của chính mình thì tôi cũng thử search Google ý nghĩa của tiền mừng cưới ở Việt Nam. Tôi tổng hợp các kết quả được hiện ra nhiều nhất và tạm để thành hai ý chính như thế này. Thứ nhất, tiền mừng cưới thể hiện ý nghĩa thay cho chúc phúc gửi đến cặp vợ chồng son. Và thứ hai, tiền mừng cưới là để chia sẻ một phần chi phí cho tiệc cưới. Kết quả này thì cũng không sai lệch so với quan điểm của tôi là bao về vấn đề này suốt 12 năm qua. Nhưng những gì diễn ra trong chuỗi festival ăn cưới nửa năm vừa rồi thì tôi dường như đang đưa ra một quan điểm khác hẳn. Tiền mừng cưới với mọi người là một khoản đầu tư trước và tiệc cưới trở thành lễ thu hồi vốn sau. Và giờ hãy cùng tôi đi vào bức tranh hiện thực ngày nay về câu hỏi tiền mừng cưới hay là tiền đầu tư, và đám cưới hay là lễ thu hồi vốn. Khoảng thời gian tháng 11, tháng 12 của năm 2023, theo tôi quan sát, có những người trung bình mỗi ngày phải đi tham dự một đám cưới. Lý do cho sự cưới hỏi dồn dập vào dịp cuối năm nay có thể là vì thời tiết dễ chịu hoặc ngày lành tháng tốt, hay là vì cho kịp mục tiêu săn rồng năm 2024 của đội trẻ. Thời điểm đó, trong vòng 2 tháng thôi mà tôi cũng đi dự tới 7 cái đám cưới rồi. Thân thiết có, xã giao có, ở Hà Nội có, về quê dự có, rồi ngồi xe khách sang tỉnh khác cũng có luôn. Tổng thiệt hại gần bằng một tháng lương cho cả tiền mừng và đi lại. Riêng đám cưới ở quê, vì đó là bạn thân thiết từ hồi còn học tiểu học, tôi có mừng xông xênh hơn bình thường một chút. Biết được chuyện này, cả nhà tôi chửi tôi điên, bảo chắc gì sau này tôi cưới còn mời lại được bạn đó, hoặc chắc gì tôi đã cưới. Bạn thì đi làm dâu xứ xa vậy rồi. Hay nói cách khác, cả nhà nghĩ tôi khùng điên khi ném tiền đi đầu tư mà không nghĩ đến việc thu hồi lại vốn. Cũng nằm trong chuỗi sự kiện ăn cưới cùng thời điểm, tôi có đi hai đám cưới của đồng nghiệp cùng chỗ làm cũ. Mối quan hệ của chúng tôi thì thuộc dạng tương tác nhiệt tình trên Facebook, cứ một hai tháng lại gặp nhau một lần, update tình hình cuộc sống. Bữa gần nhất chúng tôi gặp nhau để update cũng chính là hôm hai chiếc thiệp hồng trao tay. Hai đám cưới ấy trên thực tế chỉ cách nhau có 2-3 ngày. Đám của cô dâu số 1 rơi vào thứ 6 tại gia, trong khi đó đám của cô dâu số 2 thì vào chủ nhật tại nhà hàng. Chuyện đáng ra không có gì để nói, vì đó cũng chỉ là dịp nhóm đồng nghiệp cũ chúng tôi gặp lại nhau, thay vì 2 tháng một lần thì là 2 bữa trong một tuần, cùng nhau ôn lại kỷ niệm thời làm trâu làm ngựa dưới cùng một xí nghiệp. Thế rồi bất ngờ là vào đám cổ của cô dâu thứ 2, mâm của chúng tôi bị thiếu vắng sự hiện diện của cô dâu số 1. Mọi người tự nhủ rằng chắc cô dâu số 1 bận bịu dọn dẹp sau đám cưới hay thế nào đó nên không thể tham dự. Nhưng chúng tôi vẫn cứ gọi một cú điện thoại cho chắc, cố gắng để cho đông đủ mặt mày. Lúc này mọi sự mới vỡ ra, ở đầu dây bên kia là tiếng cô dâu số 1 thì thầm rằng vì hôm thứ 6 đám cưới chưa thấy tiền mừng của cô dâu số 2 nên thôi, không đến nữa, cũng không nhờ ai gửi tiền mừng cho cô dâu 2. Vâng, lại một lần nữa, đám cưới lại xoay quanh chuyện tiền mừng là để thu hồi vốn, thay vì thực sự gắn với ý nghĩa chúc mừng hay đơn thuần là giúp đôi vợ chồng son kia có thêm tài chính xây dựng nhà cửa. Bạn bè đôi khi trêu tôi rằng đám cưới của tôi không phải lễ vu quy mà phải gọi là lễ thu hồi vốn, bởi vì bản thân tôi cũng khá nhiệt tình trong các mối quan hệ, tham dự đám cưới của mọi người khá nhiều.
Nhưng tiếc là nếu trừ họ hàng ra thì đa số những đám cưới mà tôi từng tham dự chủ yếu là của đồng nghiệp cũ, bạn bè cũ không còn giữ liên lạc. Bởi vậy, đúng như bạn bè tôi đùa, nếu tôi may mắn sau này có đối tác để tiến tới hôn nhân thì việc mời những cô dâu chú rể đã xa mặt cách lòng đó, đúng nghĩa là để thu hồi lại tiền mừng. Còn không thì thôi, coi như tôi lỗ. Những mối quan hệ này không phải đã xấu đi, không phải vì kết thúc vì mâu thuẫn hay tranh chấp. Đơn giản vì mỗi người một con đường, không còn phù hợp để xuất hiện trong cuộc đời của nhau nữa thì nhẹ nhàng biến mất. Đối với tôi, một hai lời chúc mừng trên Facebook là đủ vui rồi, chứ không nhất thiết là phải có phần nhắn nhủ cho nhau, kiểu như là "Ơ, bạn còn nhớ tôi chứ? Tôi từng ngồi cạnh bạn 2 buổi trong lớp học thêm toán hồi thi vào lớp 6 nè. Mấy nữa tôi lên xe hoa, sự có mặt của bạn là niềm vinh hạnh của tôi lắm đấy." Vậy là ngày nay, tiền mừng cưới không còn là quà tặng chúc mừng cho đôi trẻ có một cuộc sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, không còn là đóng góp một chút vào tài chính cho đôi trẻ xây dựng tổ ấm, mà bỗng dưng thành một sự đổi chác, một sự tính toán thiệt hơn, một nơi tạm gửi tiền để thu hồi lại khi đến lượt ngày trọng đại của mình. Hên thì lãi mà xui thì lỗ, mà lỗ thì có khi phải chửi cho bỏ tức. Giống như một post trên Facebook gần đây tôi có lướt qua, khi một cô dâu ấm ức đăng hình bóc phong bì cưới với giọng điệu mỉa mai rằng nhà nọ mừng có 300.000 mà dẫn theo tận 2 đứa con, tổng là 3 người. Dưới bình luận, có người thì nói mời sai đối tượng thì trách ai, nhưng bên cạnh đó phần nhiều là bình luận chê bôi, than rằng ai cũng đi thế này thì lỗ to, chẳng có cơ hội thu hồi vốn. Mỗi lần mẹ tôi đi ăn cỗ cưới cũng vậy, lúc nhận được thiệp hồng, mẹ mở sổ, cuốn sổ khổ A4, ô ly, ghi tay chằng chịt, phân lô, phân nền, theo địa chỉ nhà, đến mối quan hệ gần xa, bà còn thân thích, đến chỗ xã giao, ra lại từng dòng. Đôi khi mỏi mắt quá thì gọi tôi ra xem hộ, không quên kèm loạt câu hỏi. Lúc cưới chị mày, nhà này mừng bao nhiêu? Nhà này còn bao nhiêu đứa chưa cưới? Nhà mình còn độc mây chưa gì sất, nhưng khả năng cao là lỗ rồi. Thế nên, cưới xong, người ta không hỏi cô dâu chú rể lễ tiệc cổ bàn có mệt không, sống với nhau có hạnh phúc không, mà thường hỏi cưới xong lãi hay lỗ. Cô dâu chú rể đêm tân hôn thời nay khéo là cũng bỏ qua bước âu yếm nhau, mà nhảy thẳng vào bước người bóc phong bì, người tay rà sổ ghi chép, điêu luyện hơn cả kế toán. 20, 22, 24, 26, 28. Đêm hôm ấy, có thể tâm tình trao nhau của họ sẽ là những câu nói: đứa này đi bao nhiêu? Lần nó cưới, mình đi nhiều hơn cơ mà. Vậy là tình cảm bạn bè rạn nứt sau mỗi phi vụ đầu tư, vì phần tiền mừng lại không tương xứng. Mà cũng chắc gì người ta cần mối quan hệ lành lặn, vì cưới xong họ cũng đã có cuộc sống riêng, ai lo việc nhà nấy. Chứng kiến tất cả những điều ấy, quan điểm của tôi về vấn đề tiền mừng như thế này: số tiền mừng phụ thuộc vào yếu tố ngay lúc này, tại thời điểm này, dâu rể có thân thiết với tôi hay không, mức độ tương tác hiện tại ra sao, không thường xuyên tương tác thì tình nghĩa ngày trước thế nào, có sâu đậm không, và căn cứ vào tình hình tài chính hiện tại của mình là được. Dù phần nhiều là ăn cưới xong thì cũng khá rách rưới. Số tiền mừng chỉ cần tương ứng với lời chúc phúc khi tay trao tay phong bì, chứ không phải môi thì cười tươi như trúng việc lốt, nhưng trong lòng thì than ôi bay ngay tả thốc rồi. Còn cô dâu chú rể thì luôn miệng: ôi bạn đến là mừng rồi, sự có mặt của bạn là niềm vinh hạnh cho chúng tôi. Nhưng trong đầu đã nghĩ xem tiền phong bì hôm nay có bù được tiền cổ bàn không. Bạn mà mừng ít thì sự có mặt của bạn cũng không hẳn là niềm vinh hạnh cho chúng tôi lắm đâu. Mà nếu thật sự đã coi việc tổ chức đám cưới như một vụ đầu tư, thì nhà đầu tư phải chấp nhận một trong ba kết quả: lời, lỗ và hòa vốn. Thế thôi, nếu không hài lòng với kết quả thì đầu tư thêm lần sau nữa vậy. Và đó là toàn bộ quan điểm về vấn đề liệu trong thời đại hiện tại, tiền mừng cưới có còn mang ý nghĩa mừng cưới nữa hay không, của tác giả Peachy với quan điểm này hay không? Hay có điều gì bạn muốn phản biện? Hãy comment ý kiến của mình ở phần comment ở phía bên dưới video này nhé. Chúng mình chờ các góc nhìn của các bạn. Và nếu bạn yêu thích video này thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Spyroom nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ. Còn bây giờ thì xin chào!